Hello, xin chào cô chú anh chị. Bạn đến buổi gần ngày hôm nay, như hôm nay em có nhược hai con bò đực của chú anh chị, một con đực cái phát và một đực ba bên của chú anh chị. Bò đực ba bê bông nha. Còn hai con này, một con này là 10 tháng của chú anh chị, con kem phát này được 10 tháng rồi nha. Đây em quay sơ lược cho chú anh chị mình thấy nha. Con ba bê là được 9 tháng rồi chú anh chị. Hai con bò này lỡ bồ chú anh chị ơi, mình mua về mình dỗ béo là nó hết sợ nó xuống rồi chú anh chị. Đây ba bê, đây bê chân móng là hoàn thiện, không có xe không xuống cuốn ruột hết của chú anh chị. Chân móng rất là to luôn nha, rất tốt luôn nha. Nè, xương này xương cối nha, mặt nè. Hai bò xong như khu em đo khoảng 1m2 mấy của chú anh chị, 1m2 mấy nha. Lỡ bò hết của chú anh chị, con 10 tháng, con 9 tháng nha. Con kem này được 10 tháng rồi nha của chú anh chị. Ở lông da nó nhuyễn của chú anh chị ơi, cái mặt này, mặt cục bự rất đẹp luôn nha. Con bò hơi nhóm sừng của chú anh chị. Đây, rất tốt luôn nha. Lỡ bò nha. Anh chủ nhà anh kẹt tiền anh bán của chú anh chị. Nè, chân rất to luôn nha. Sao đây trước đây hai bò có mức giá là 35 triệu, 35 triệu làm bao ship vòng 100 cây số nha. 35 triệu em bao ship vòng 100 cây số của anh chị. Một kem của chú anh chị lông đó, nó nhuyễn như rất là đẹp nha, rất là tốt luôn. Cái bò lông nhuyễn này mình nuôi dỗ béo rất là lẻ lớn của chú anh chị. Đây mặt này, mặt bự rất là đẹp luôn nha. Hai bò có mức giá là 35 triệu, 35 triệu làm bao ship vòng 100 cây nha. Hai con được lỡ của chú anh chị, một con kem và một con ba bê nha, rất là tốt luôn. Đây hai con bò này rất đều chú anh chị, xương sốc rất là cao to luôn nha. Một kem đập pin hồi nấu luôn nha, lông da thì nhuyễn mức chú anh chị. Con này được 10 tháng nha, chân rất là to luôn nha. Đây con ba bê được 9 tháng nha. Hai con bò có giá là 35 triệu, 35 triệu làm bao ship 100 cây nha. Rồi nãy giờ cũng như đặt niềm tin với hình ảnh của hai con bò đực này rồi. Nếu có chú anh chị nào có mua gì dỗ béo thì alo nha, số điện thoại của em để trên màn hình. Đến đây thì kết thúc rồi tại đây nha. Em xin chào.